Thưa quý vị, chơi hụi hay còn gọi là chơi họ, bill hoặc phường là hình thức góp vốn và nếu chủ hụi bỏ cao thì rất dễ dẫn đến nguy cơ vỡ hụi. Và dù chính phủ đã ban hành nghị định liên quan nhưng vẫn còn nhiều trường hợp vì nhẹ dạ, cả tin nên hàng trăm người dân đang có nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng vì vỡ hụi. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội tại tỉnh Đồng Nai ngay sau đây. Đầu tháng 6 năm 2023, nhiều mặt báo đồng loạt đưa tin về vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng tại Đồng Nai. Theo đó, vợ chồng chủ hụi là Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương cùng ngụ tại thành phố Long Khánh tổ chức nhiều chơi hụi online, gom vài chục tỷ đồng của hàng trăm người thì vỡ hụi. Trong số đó, có chị T là tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ ở thành phố Long Khánh. Với mong muốn tiết kiệm nhưng lại cả tin vào chủ hụi, chị T đã dùng hết số tiền tích góp vay mượn người thân để tham gia vào các dây hụi với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Gia đình tôi là sẽ bị nợ nần. Rồi giang hồ rồi kéo tới bạn hàng rồi nhắn tin tất cả mọi người đều đòi nợ tôi. Một tháng lương của chồng tôi làm chỉ đủ đóng tiền lời thôi. Và chồng tôi đã không kiềm chế được cái cảm xúc đó và chồng tôi đã nghỉ quẩn. Ngoài ra, hàng trăm trường hợp khác cũng khốn đốn vì vỡ hụi qua mạng xã hội. Chủ hụi thừa nhận đã dùng số tiền đó để làm việc riêng, cho mượn để làm ăn nhưng bị giật nên tuyên bố vỡ nợ. Em đã nói là em lấy cái tiền đó ra để em đóng lại ngân hàng là do anh làm ăn không có được, anh bị người ta giật. Không có được thì sẽ còn đi nói với mọi người chứ mọi người tin anh lắm. Chính phủ đã ban hành nghị định về hụi, trong đó chủ hụi phải thông báo cho chính quyền địa phương khi chơi hụi một dây từ 100 triệu đồng và tổ chức từ 2 dây hụi trở lên. Nhưng theo người dân, họ hoàn toàn không được chủ hụi thông báo về các thủ tục này. Chủ hụi không thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước thì thứ nhất đây là vấn đề không tuân thủ pháp luật. Và thứ hai, thông qua các tình tiết cũng như các nội dung trong vụ việc này thì chúng tôi đánh giá là có rất là nhiều yếu tố đi dẫn tới câu chuyện là sẽ khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án để xem xét cái hành vi có dấu hiệu phạm tội của những cái người mà tổ chức ra cái hụi này. Thế tại sao những cái việc mà đánh bạc nho nhỏ thì chúng ta xử lý, mà tại sao những cái hụi lớn như thế này mà có dấu hiệu là lừa đảo như thế này mà lại không xử lý? Sự việc đã xảy ra hơn 4 tháng, nhưng đến nay người dân vẫn phải tiếp tục làm việc với cơ quan công an để xác minh làm rõ. Người dân bức xúc vì trong khi họ đang khốn đốn do mất tiền, vỡ nợ thì vẫn không rõ chủ hụi đang ở đâu, các tài sản liên quan được quản lý như thế nào. Họ vẫn phải đóng tiền lãi hàng tháng để chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thông tin từ Tổng cục Thuế, đến hết tháng 9, cổng dành cho nhà cung cấp nước ngoài không hiện diện trên lãnh thổ của Việt Nam ghi nhận 62 nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện các thủ tục thuế, trong đó có 6 tập đoàn công nghệ lớn gồm Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple. Theo đó, thì tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp qua cổng là hơn 9.000 tỷ đồng. Với kết quả này, thì Tổng cục Thuế cho hay trở thành một trong 4 quốc gia đi đầu trong khu vực ASEAN về triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp của nước ngoài. Những nội dung đáng chú ý khác, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Và đây là địa phương đầu tiên trên toàn quốc có bộ tiêu chí bài bản về mô hình trường học này. Bộ tiêu chí bao gồm 18 tiêu chí với 3 nhóm tiêu chuẩn chính, cụ thể là nhóm tiêu chuẩn con người gồm 6 tiêu chí, nhóm tiêu chí dạy học và hoạt động giáo dục gồm 8 tiêu chí, nhóm tiêu chí chuẩn môi trường gồm 4 tiêu chí. Mỗi tiêu chí gồm 3 mức độ đánh giá: cần cải thiện, khá và tốt. Trên cơ sở đó thì chỉ tiêu nào đã thực hiện tốt thì cần duy trì, chưa đạt cao thì cần phải có mục tiêu, phương hướng để cải thiện. Cũng một thông tin văn hóa, tuần văn hóa thể thao du lịch năm 2023 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10 tại huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên. Tuần văn hóa bao gồm các hoạt động như là chương trình nghệ thuật đêm khai mạc, thi đấu thể thao truyền thống, các dân tộc thiểu số và các trò chơi dân gian, giải bóng đá nữ huyện Tủa Chùa mở rộng, trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, thì ẩm thực dân tộc, trải nghiệm chợ đêm và chợ phiên Tủa Chùa.